Mà mình còn nghe nói là cái căn nhà mới này còn có cả mấy cái chức năng rồi cả nhận được bảng tên thế gì nữa. Ôi, 2.001 kim cương sau khi mua xong là còn 1.002 kim cương nha các bạn. Nếu như mà không thay đổi như thế này thì cũng là một cái điểm yếu lớn của căn nhà này đấy chứ. Ok. Ui, tốn mất 22k tiền của tôi. À ha, chào tất cả mọi người, Sun đây. Chào em nha. Trời ơi, mấy hôm nay làm sao ấy các bạn ơi. Mỗi lần về nhà là cứ thì lười lười chẳng muốn đi luôn. Bình thường vào nhà là mình hay đi thăm mấy bé pet ở chỗ này nè, mà đi là toàn đi bộ không à. Trời ơi, tính ra là bây giờ mình còn đặt mấy bé pet ở ngoài sân đó, là đang còn gần đó, mà chạy như thế này là đến ngại lắm rồi đó. Không biết là mấy nhà to to bự bự thì sao ta. Ai mà biết được. Phải chi mà cứ như nhà anh Toàn này các bạn, bấm vào ba lô cái lấy cái xe lên đó, vậy là đi lượn được khắp nhà rồi, chỗ nào cũng lượn được luôn mà tốc độ siêu nhanh đấy chứ. Thì sau khi suy xét mấy căn nhà, mình đã tính đến một căn nhà rồi nha các bạn. Đầu tiên là một cái căn nhà này là của anh Toàn nè, cũng là di chuyển được phương tiện luôn nhưng mà 415 vàng mắc quá. Tiếp theo là một cái căn nhà băng nữa, nhưng mà bây giờ nhà băng thì mọi người hầu như không để rồi, với cả hiện tại nó không có bán nữa các bạn ạ, thành ra đâu có mua được, mà kể cả còn bán thì mình cũng không có mua được tại vì nó cũng rất là mắc luôn. Vậy nên là mình đã hướng tới phương án đó là mình sẽ mua căn nhà mới nhất, căn nhà sân vận động nha các bạn ơi. Các bạn thấy cái chữ không, có thể sử dụng được phương tiện nè, mà mấy căn nhà kia thì đâu có đâu. Mà mình còn nghe nói là cái căn nhà mới này còn có cả mấy cái chức năng rồi cả nhận được bảng tên hay gì nữa, nhiều cái hay lắm luôn á, nên là mua căn nhà này là hợp lý nhất nha. Ok, trước khi ngắm cái căn nhà mới của mình thì các bạn hãy nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ thì đi mua thôi. Nhà sân vận động nè. Ôi, 2.001 kim cương sau khi mua xong là còn 1.002 kim cương nha các bạn. Để xem sau khi mua xong thì nó có xứng đáng với cái giá này không nha. 900 kim cương. Đây, mua luôn nè. Ui, ui, ui. Xôi ôi xôi. Màu tím, màu tím. Ui. Ồ, vậy là căn nhà này là thuộc tính về VIP luôn hả các bạn? Nay mình không để ý luôn á. Thuộc tính này là bằng với căn nhà khu nghỉ dưỡng rồi nè. Ôi chị nha, để xem tiếp theo là có cái gì đây. Ý, một cái bảng hay gì ta. Bảng điện tử sân vận động Play. À, cái này là cái tivi. Đúng rồi, nhưng mà ở server của mình hình như chưa xem được nữa. Để tí mình test thử xem sao nha. Rồi, một cái cầu thang. Ui, 8 cái lận luôn. Ôi, và được một cái gì đây. À, một cái bản nhạc mới. Rồi, ok ok, xịn nha xịn nha. Đó đây nè. Trước khi vào trong thì mình đi kiểm tra xung quanh xem là có cái gì là lạ không các bạn ơi. Xung quanh cái sân vận động này sẽ được dựng bằng những cái cột rất là lớn nè. Mình nghĩ vào trong nhà là cái này nó còn lớn hơn nữa luôn á. Không biết là có được tặng mấy cái hàng rào mới không ta, để xem có không nha. Ôi, không có hàng rào mới rồi. Hàng rào trắng lãng mạn đó, hợp tông đó. Ui, nhưng mà 54 kim cương lận các bạn ạ. Đây, 1.003 kim cương các bạn ơi. Rồi, đó, cái này cũng hợp rồi đó. Ok, đi vào trong thôi. Lươn lẹo. Trời ơi, bự quá trời luôn các bạn ơi. Thật ra là mình cũng thấy rồi chứ mình không có bất ngờ nhiều lắm nha các bạn. Tại vì mình đi qua quá trời nhà luôn rồi mà. Công nhận là bên trong khá là rộng luôn. Phải nói rất là rộng chứ không phải là khá nữa. Mình thấy quang cảnh bên trong này còn rộng hơn cả cái khu nghỉ dưỡng đó các bạn ạ. Khu này mình còn nhìn thấy được mấy cái tòa nhà nữa nè. Đó, chỗ kia là có một cái cầu nữa. Wow, bên này cũng có tòa nhà luôn. Giống kiểu một cái khu riêng dành cho sân vận động mà ở trong thành phố các bạn. Nó được xây nguyên một cái khu riêng luôn á. Nhìn rất là đã luôn. Xung quanh thì mình có biển nữa. Không biết là cái biển này có câu được không ta. Mình chưa thử câu đó. Để mình sẽ thử ha. Lấy cái thuyền ra nè. Đấy, trời ơi. Đấy, trong này xài được thuyền nha các bạn. Đó. Rồi, múc cá. Ui, câu được. Khu này là khu biển sâu luôn. Vậy là chắc giống với cái biển ở nhà 700 kim cương rồi đó. Lên cá gì đây. Umala. Ôi ôi, cá bàn chân. Ảo thật đấy. À mà khoan, chạy bộ làm gì ta. Có xe mà. Quên. Chạy xe mà. À, đây, để xem là cái khu này có cái gì đấy các bạn ơi. Mình thấy hình như là có bằng cái còi cái gì á. Đúng rồi, à cái khu này là khu đua thuyền. Đúng rồi. Ai à, để mình lấy thử xem nha. Cái máy chèo. Ở bên này là cái thuyền hả? Ủa, cái thuyền không lấy được. À, là vì xuống đây lấy đúng không ta? Ủa, sao lấy trời? Không có cái máy chèo không cho thuyền sao đi được. À, thì là mình xuống nước. À, xuống nước nó mới hiện cái thuyền lên. Ui, đó nè. Ui, lại còn có động tác chèo nữa chứ. Hay trời. Ui, cái trong này là mình tổ chức đua thuyền được luôn nè. Ê, để có gì mình rủ vô team hay là mình rủ các bạn vào chơi thử nha. Oh my god, bây giờ mới biết luôn. Hay nha, trời ơi, không ngờ là có cả cái này luôn. Bây giờ là mình kiểu có cái này mình đua rồi là mình công bằng luôn nè. Đâu có cần mỗi người một cái thuyền đâu. Thì là đó, mấy bạn khỏi chê là chơi không công bằng. À, này thì quá công bằng luôn, nãy có cái thuyền như nhau rồi. Mời đến. À, trong này là cái cửa rồi các bạn ơi. Ui, ủa là mấy cái cửa lận hay sao ta? Ủa, đây cũng cửa luôn nè. What? Ui, sao lắm cửa ấy trời. Mình tưởng là có mỗi một cái cửa chính mà 4 cái lận luôn các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, vậy là quay về chỗ đầu tiên rồi nè.
xung quanh chỉ có cây không à, cây với biển nè. Đấy, các bạn muốn ngắm thì ngắm mấy cái thành phố đằng sau thôi, còn hết mất tiêu rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi từ chỗ này mình vào trong nhà xem sao nha. Đây, mình vào thường thì thấy các bạn nhà đầy co đồ rồi nên mình cũng không biết là ban đầu gốc nó sẽ có cái gì nữa. Hay, đây là nguyên cái sân vận động của mình nha các bạn. À, vậy là lúc mình nhận được 8 cái cầu thang là sắp xếp vào đây luôn hả? Hay gì ta. Nhưng mà trong nhà này không có gì hết trơn luôn. Ui, bên trên kia còn có đèn nữa kìa. Y chang như cái sân vận động của thật luôn á. Ui, hay dữ luôn nè. Còn đây là cái màn hình tivi siêu bự. Để xem là có sử dụng được không nha. Không biết đứng dưới này có ấn được không trời. Làm sao nó bỏ trên đó là sao mà lấy ta. À, mình sẽ dùng con rồng mình bay lên. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có rồng mà mình sẽ dùng rồng mình bay lên mình xem. Play to be. Cái này hình như là xem được nhỉ? YouTube luôn nè, mà không biết Việt Nam xem được chưa nữa. Rồi bấm vào đâu trời. Alo, bay lên rồi mà không bấm được hả? Gì vậy? Hay là phải chạy vào giữa? Ủa, không thấy luôn kìa. Kì vậy ta? Ủa, bị lỗi hay gì rồi các bạn ơi? Ai mà biết được. Không chịu rồi, hình như là không xem được các bạn ạ. Thôi, để mình ở ngoài đây xem mình xem là mấy cái hàng ghế nó có cái gì mới lạ lạ không nhở. Này là... này chỉ xây mấy cái bục thôi các bạn ơi. Nó không có cái ghế ngồi để cho mình chọn. Nhưng mà nếu như các bạn muốn ngồi thì có thể bấm vào cái chỗ hành động nè. Sau đó ngồi xuống. Đây, cũng như người ta luôn. Cũng xịn sò con bò luôn. Đây, giúp các bạn coi này. Quái, trời ơi, đã chưa? Siêu rộng luôn á. Nếu như mà để chứa hết cái ngồi cái khán đài này, chắc là mình nghĩ chục nghìn người nó mới phun luôn quá. Trời, đã chưa? Một mình ngồi một cái này thôi mà nó mới được một cái góc nhỏ xíu của một cái hàng ghế luôn nè. Mà mình đếm sơ là cũng phải 20 cái khu như thế này luôn á. Để mình xem thử cái nội thất xem là nó có tặng gì không nha. Bình thường thì game nó sẽ tặng một vài cái nội thất mới lúc mình vào nhà. Và lưu trữ nè. Đây có... Ủa? Không có gì luôn hả? Vậy là tặng mỗi mấy cầu thang thế là xong thôi hả ta? Oh my god. Ê, nếu như mình đổi một tường được không nhở? Đổi một sàn đấy coi. Không thể cài đặt luôn. Không thể cài đặt luôn. Dán tường. Ôi, cũng không đổi được luôn. Nếu như mà không thay đổi như thế này thì cũng là một cái điểm yếu lớn của căn nhà này đấy chứ. Nhưng mà thôi cũng không sao. Tại vì khu này người ta sắp xếp cũng rất là đẹp rồi. Mình có thể để nguyên như thế này. Còn những cái đồ thì mình thích decor vào thôi. Chứ cũng không thay đổi sàn là cái gì cả. Còn các bạn muốn decor thì có thể decor bên ngoài cũng được nè. Để mình cầm cái tivi mình lôi xuống xem nha. Đây. Không thể phát và xem video ở thị trường Việt Nam. Vậy là không được xem thật rồi các bạn ạ. Trời ơi, vậy không xem được rồi. Bảo sao hồi nãy mình tìm cái nút bấm nó không có. Thôi mình sẽ đặt đại đây luôn đi. Thằng nào cũng có xem được đâu. Hắn nó bự người ta, nó che với cái cổng đi ra của mình luôn rồi. Bên này là mấy cái cầu thang hồi nãy mình được tặng nè. Rồi mấy cái trò chơi các thứ thì ở đâu ta? Hay là trong cửa hàng nhờ? Để mình tìm thử xem nha. Mình thấy là có mấy bạn đặt mấy cái đồ kiểu như đồ thể thao đó. À, đây rồi nè, đồ sân vận động nè. Có mấy cái giá để tạ nè. Mình sẽ sắp xếp mấy cái ở đây nha. Có cả cái giá ném lao nữa. Đây cũng có một cái gì đấy, giá để búa luôn. Ui, lắm trò dữ trời. Cái này là cái gì? Giá để đồ đấu kiếm. Ngoài tốn cũng khá mớ tiền của mình nữa nha. Có cả một cái bia bắn cung nữa nè. Wow, mình sẽ bỏ chỗ này luôn. Đây, đối diện nha. Đây, đặt luôn ở đây. Có cái gì nữa đây? Giá để cung nữa hả? Trời ơi, cái này 30 kim cương thôi, khỏi mua đi. Còn cái này là bạt nhún lò xo sân vận động. Ui, cái này bự dữ. Bục trao huy chương. Đường băng đấu kiếm. Trời ơi, đấu kiếm xong cái lên nhận giải luôn. Quá là xịn chưa. Có mấy cái hàng rào nữa này các bạn. Nhưng mà cái này mình chưa có sắp xếp được. Nên thôi, chắc để sau đi ha. Lấy cho các bạn xem cái thôi. Để đây nha. Ok. Ui, tốn mất 22k tiền của tôi. Ok, dùng để trải nghiệm nha các bạn. Mua luôn nè. 14 kim cương nữa. Hoàn tất luôn. Wow, xong mấy đồ nha các bạn. Đây, mình sẽ thử mấy cái này. Đầu tiên là cái này là ném quả tạ nè. Ý xa. Trời ơi, nó có cái cột ở dưới luôn nè. Hay vậy ta. Ném lại coi. Hình như có tiếng nữa. Mình sẽ im lặng cho các bạn nghe nhá. Có tiếng luôn, lồng cả tiếng luôn. Ảo chứ ta. Ảo thật đấy. Đây, mình thử cái này nữa. Cái này là cây ném lao. Ném nè. Ôi, xôi xa dữ. Ôi, ra tận bên kia luôn. Hồi nãy mình ném quả tạ được có đến đây à? Bây giờ ra cả ngoài đường luôn. Có cái này nè. Hôm bữa là mình có xem video thấy các bạn bảo là khi mà ném mấy cái vật trong này thì mình còn nhận được cả bằng tên mới nữa. Nên giờ mình sẽ ném xem là khi nào mình sẽ nhận được nha. Đầu tiên mình sẽ ném quả tạ trước đi các bạn ơi. Hồi nãy là mình ném 3 quả rồi. Bây giờ mình sẽ ném tiếp nha. Ui, đã nhận bảng tên rồi nè. Ôi, mình mới ném có đâu khoảng 18 hay 19 lần gì đó. Hay là khoảng 20 lần đang hồi nãy mình nắm mấy quả nữa cơ. Mình không biết luôn các bạn ạ. Vậy mình sẽ tính là khoảng 20 lần đi ha. Ui, nhận bảng tên vận động viên ném tạ. Đem vào luôn nè. Đó. Wow, không có gì thay đổi. Đó, tiếp theo sẽ là cái cây lao nha.
Ui, đã nhận bảng tên vận động viên ném lao. Hình như cũng khoảng 20 lần luôn nha. Rồi, ok. Mới khoảng có 14 hay 15 lần gì đã được rồi nè. Ok, 20 lần vận động viên đấu kiếm. À, cứ dám chắc thì các bạn dùng 20 lần thì chắc chắn sẽ nhận được bảng tên đấy nha. Mời đến. Ai đầu tiên là phải vào cài đặt để mở cái nhạc này lên á. Trời ơi, nhạc nền quen thuộc đã phát lên. Ok, bản nhạc mới của tôi. Đây, phải thêm nhạc mới, phải vào đây. Nào, à đây đây, bản nhạc mới nè. Ui, có một bản gì nữa ta. Festival Vibe. Hình như nhạc này là nhạc đợt mùa hè này nhưng mà mình chưa có nghe luôn. Rồi nha, để xem nhá. Cái bản nhạc mới thì theo cái kiểu là nhạc truyền cảm hứng các bạn ạ. Nghe mình thấy cũng được, cũng ok đó. Khá là hợp với sân vận động. Ok, bạn nào mà chưa nhận thì nhớ vào nhận nha. Có rất là nhiều cái lạ lạ mới mới luôn. Hiện tại mình cũng chưa tìm hiểu hết nữa. Nên là bạn nào có ý tưởng gì thì nhớ bình luận xuống bên dưới nha. Yêu cầu thì mình sẽ cố gắng làm theo nè. Còn bây giờ mình phải kết thúc video ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ like, subscribe cho mình nha các bạn ơi. Bye bye.